đạt kỷ lục bán 1 triệu máy trong 1 phút. Ngày 26 tháng 9, Huawei chính thức mở bán bộ đôi flagship Mate 30 và Mate 30 Pro tại thị trường Trung Quốc và đã nhanh chóng thiết lập những kỷ lục ấn tượng. Theo thống kê từ cửa hàng trực tuyến Vmall, bộ đôi Mate 30 Pro mang lại doanh thu 500 triệu nhân dân tệ chỉ trong 1 phút sau khi mở bán. Dựa theo con số này, Gizmo China ước tính có khoảng từ 600.000 đến 1 triệu chiếc điện thoại, bao gồm cả Mate 30 và Mate 30 Pro được bán ra trong thời gian ngắn ngủi bộ đôi smartphone này sau đó đã cháy hàng trên kênh bán hàng online khiến người tiêu dùng buộc phải chuyển qua hình thức mua hàng offline tại các cửa hàng của huawei điều này cho thấy huawei vẫn rất được ủng hộ tại quê nhà dù đang gặp nhiều khó khăn trên thị trường quốc tế được biết cả hai mẫu smartphone này đều không đi kèm các dịch vụ của google bao gồm cả cửa hàng ứng dụng play store bù lại sản phẩm hội tụ những công nghệ tân tiến nhất tại thời điểm hiện nay trên một chiếc smartphone nổi bật là khả năng chụp ảnh tốt nhất thế giới trước đó CEO Huawei Richard Yu cũng tự tin trước doanh số của Mate 30 Pro vì cho rằng người tiêu dùng thích sản phẩm của chúng tôi. Huawei dự kiến doanh số của bộ đôi này sẽ đạt khoảng 20 triệu máy.